Trước khi ngủ không nên ăn những loại quả này, kẻo cơ thể kêu cứu. Xin chào quý vị. Ai cũng biết trái cây là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn ăn không đúng thời điểm thì nó có thể gây cản trở tới giấc ngủ của bạn. Với những loại trái cây giàu đường và hàm lượng chất béo cao, bạn nên hạn chế ăn trước khi ngủ. Việc ăn trái cây ngay trước khi đi ngủ có thể giải phóng rất nhiều đường, gây ra sự tăng đột biến về năng lượng. Đó là chưa kể thói quen ăn trái cây với các thực phẩm khác như kem còn khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Đặc biệt, nếu bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, đau dạ dày, trào ngược axit thì hãy cân nhắc hoặc nói chuyện với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để biết được trái cây nào có thể phù hợp với bạn trước khi đi ngủ. Sau đây là những loại quả không nên ăn trước khi ngủ. 1. A. Quả na rất giàu vitamin C, chất xơ, carbon hydrate, kali, một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Điều tuyệt vời nhất là na không chứa chất béo bão hòa và cholesterol, rất có ích cho người ăn kiêng hoặc đang muốn giảm cân. Do na rất ngọt, lượng đường cao nên không tốt đối với bệnh nhân tiểu đường. 2. Măng cụt. Măng cụt được xem là một loại quả rất giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn tráng miệng hoặc ăn vặt vào ban ngày. Nhưng nên tránh xa loại quả ngon lành này vào buổi tối vì nó có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Hơn nữa, chất xăng thon trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc. Nếu muốn, bạn chỉ nên ăn loại quả này vào ban ngày. 3. Sầu riêng. Sầu riêng chứa nhiều đường nên những người bị huyết áp cao, huyết áp thấp, rối loạn chức năng tim mạch, viêm loét dạ dày nên hạn chế ăn sầu riêng vào buổi tối. Ăn loại quả này vào buổi tối dễ gây ra tình trạng xơ giữa động mạch. 4. Quả xoài. Hàm lượng đường cao trong xoài là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến chỉ số đường trong máu như tiểu đường, mỡ máu. Bạn không nên ăn loại quả này vào buổi tối, tránh tình trạng tích tụ đường cao trong cơ thể. 5. Quả bơ. Bơ giàu chất béo thực vật, ít đường, tốt cho dạ dày, bảo vệ chức năng sinh lý của hệ thống tim mạch, gan, giảm cholesterol và lipid máu. Thế nhưng, do hàm lượng mỡ thực vật quá cao nên loại quả này không thích hợp ăn vào buổi tối. Nếu ăn thì sẽ dẫn đến lượng mỡ thực vật nguyên chất tích tụ, gây các biến chứng như huyết áp cao, tăng cân. 6. Quả thanh long. Tương tự xoài, lượng đường cao trong thanh long có thể dẫn đến các chứng rối loạn đường ruột, tiêu chảy và các bệnh liên quan đến lượng đường trong máu khi ăn vào buổi tối. 7. Quả dứa. Dứa chứa lượng đường và mật cao, không tốt cho người bị bệnh về thận hoặc liên quan đến đường huyết. Bên cạnh đó, lượng axit trong dứa cũng tương đối cao, có thể gây đau dạ dày nếu ăn vào tối muộn. 8. Nho khô. Hàm lượng đường trong nho khô rất cao, 10 quả nho kích thước nhỏ cung cấp nhiệt lượng tương đương như một bát cơm lớn. Nếu ăn quá nhiều nho khô vào buổi tối, bạn sẽ tăng tiêu thụ calo, tăng lượng đường trong máu, dẫn đến nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất cao. Sau đây là một số thực phẩm có thể ăn trước khi ngủ. 1. Chuối. Trái cây luôn có trong thành phần của bất kỳ bữa ăn cân bằng nào. Một trong số đó là chuối. Chuối chứa tryptophan giúp cơ thể tự điều chỉnh để đi vào giấc ngủ. Ngoài ra, chuối còn có magie và vitamin B6. Các thành phần này kết hợp với nhau trong chuối giúp hỗ trợ giảm căng thẳng, giảm nguy cơ mất ngủ. 2. Các sản phẩm từ sữa. Là nguồn cung cấp canxi và chất dinh dưỡng, các sản phẩm từ sữa cũng rất giàu tryptophan. Những axit amin này cần thiết cho việc sản xuất serotonin, giúp cơ thể đi vào giấc ngủ. Các lợi khuẩn có trong sữa chua cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt. Tuy nhiên, tốt hơn là nên ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm nhẹ, chẳng hạn như phô mai tươi và sữa chua không đường. 3. Trà thảo mộc. Một số loại thảo mộc như cây nữ lang hoặc cỏ roi ngựa được biết đến với đặc tính thư giãn giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ngoài ra, thiết lập một thói quen, chẳng hạn như uống trà thảo mộc vào buổi tối, giúp não bộ nhận ra rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi, 4. Các loại đậu. Các loại đậu giàu chất xơ, protein và khoáng chất. Đậu, đậu lăng và các loại đậu khác có chỉ số đường huyết rất thấp. Do đó, chúng đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể để có một giấc ngủ trọn vẹn, đồng thời thúc đẩy sản xuất tryptophan. 5. Quả hạch. Giống như các loại đậu, các loại hạt này chứa tryptophan góp phần giúp cơ thể nghỉ ngơi. Những thực phẩm này cũng là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và chất béo tốt. Khi chọn trái cây để ăn vào buổi tối, điều quan trọng là phải lựa chọn những loại không làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Mặc dù trái cây là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh, việc tiêu thụ một số loại trước khi đi ngủ có thể không phải là lựa chọn tốt nhất do hàm lượng đường cao và khả năng kích thích hệ tiêu hóa. Thay vào đó, hãy chọn những loại trái cây nhẹ nhàng và ít đường vào buổi tối hoặc cân nhắc bỏ qua chúng hoàn toàn nếu bạn nhạy cảm với các vấn đề tiêu hóa hoặc khó ngủ. Luôn nhớ rằng, sự thoải mái và sức khỏe tổng thể là ưu tiên hàng đầu để đạt được một giấc ngủ ngon và sâu. Tiếp theo là 4 sai lầm phổ biến khi ăn trái cây mà nhiều người mắc phải, khiến trái cây mất đi chất dinh dưỡng và ảnh hưởng sức khỏe. Trái cây cung cấp rất nhiều vitamin tự nhiên và tốt cho sức khỏe, tuy nhiên ăn làm sao cũng là một vấn đề nan giải. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra một số sai lầm phổ biến khi ăn trái cây của mọi người. 1. Ăn khi bụng đói. Sai lầm phổ biến nhất về trái cây là ăn chúng khi bụng đói. Nhiều người cho rằng ăn trái cây trong bữa ăn có thể gây đầy hơi và chua. Tác hại ít nhất mà trái cây có thể gây ra khi ăn trong bữa ăn là làm chậm quá trình tiêu hóa một chút. Hàm lượng chất xơ trong trái cây có thể làm giảm quá trình tiêu hóa nhưng điều này sẽ không gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Thực tế là trái cây sẽ cung cấp lượng chất dinh dưỡng như nhau, bất kể chúng được ăn vào thời điểm nào. 2. Rửa bằng nước muối. Nước muối chỉ có tác dụng sát khuẩn, hoàn toàn vô dụng trong việc loại bỏ hóa chất. Hơn thế nữa, nếu bạn ngâm rau củ quả trong nước muối đậm đặc quá lâu có thể làm mất chất, rau bị nát, mất ngon, hoặc thậm chí là chất bẩn còn thẩm thấu ngược lại. 3. Ăn tráng miệng sau bữa chính. Thói quen ăn trái cây sau bữa chính sẽ gây hại đến dạ dày. Vì trái cây là loại thức ăn tiêu hóa nhanh, do đó ăn chúng ngay sau bữa ăn sẽ dẫn đến việc chúng tiêu hóa trước, tạo phản ứng lên men, tạo ra các độc tố có hại cho cơ thể. Thêm nữa, việc ăn trái cây ngay sau bữa ăn cũng sẽ làm bạn tăng cân ngoài ý muốn. Theo chuyên gia Saraf, trong trái cây chứa lượng calo trung bình nhiều gấp 3 lần các rau củ bình thường trong bữa ăn. Vậy nên ăn nhiều hơn 3 khẩu phần trái cây trên một ngày sẽ dễ dàng khiến cân nặng bạn tăng lên. Thời gian tốt nhất để ăn trái cây là ít nhất 30 phút đến 1 giờ sau bữa ăn. 4. Cắt sẵn trái cây để trong tủ lạnh. Cách tốt nhất để bảo quản các loại trái cây như táo, cam, bưởi là giữ cho lớp vỏ của chúng được nguyên vẹn. Khi chế biến xong trái cây nên ăn ngay vì một khi lớp vỏ bảo vệ của chúng bị cắt đi, các loại trái cây này bắt đầu bị phân hủy và mất dần vitamin C. Vì vậy, thay vì bổ sẵn hoa quả để trong tủ lạnh, bạn nên chờ tới khi nào cần dùng hãy gọt vỏ hay làm nước ép. Các loại vitamin bổ dưỡng trong trái cây như vitamin C, folate có thể bị mất dần dưới tác dụng của ánh sáng, không khí và nhiệt độ. Quá trình mất chất này sẽ càng lúc càng tăng nhanh hơn nếu vỏ bao bọc bên ngoài của trái cây bị phá vỡ. Nứt nẻ hoặc bề mặt tiếp xúc với không khí của trái cây sẽ tăng lên khi chúng bị cắt nhỏ ra. Thưa quý vị, tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị 5 loại trái cây tưởng mát nhưng thực ra lại gây nóng. Đông y chia tình chất hàn nhiệt của thực phẩm thành 5 mức độ: nhiệt, nóng, ôn, ấm, bình, trung bình, lương, mát và hàn, lạnh. Vào mùa hè, để cân bằng cơ thể, cần hạn chế ăn đồ nóng, tăng cường ăn đồ mát. Tuy nhiên, không ít loại trái cây không gây cảm giác nóng bức nên nhiều người vẫn tưởng là mát, trong khi thực tế không như vậy. 1. Ổi. Ổi có hương vị khá dịu, kể cả những quả rất ngọt cũng không gây cảm giác gắt, ăn nhiều vẫn không cảm thấy khó chịu. Vì thế nhiều người vẫn tưởng nó tính mát hoặc tính bình. Tuy nhiên theo Đông y, ổi có tính ấm. Vì vậy, những người thể tạng ôn nhiệt không nên ăn quá nhiều ổi. Lời khuyên này cũng áp dụng cho người thể trạng bình thường trong những ngày nắng nóng gay gắt. 2. Nhãn. Nhãn có mặt trong nhiều món ăn, thức uống giải nhiệt mùa hè. Hương vị cũng rất dễ chịu nên nhiều người nghĩ nó tính mát. Thật ra loại quả này tính ấm, hàm lượng đường cao nên nếu ăn nhiều sẽ phát sinh nhiều nhiệt lượng. Tốt nhất bạn chỉ nên ăn nhãn ở mức vừa phải. Tuy nhiên, không cần quá câu nệ khi dùng nhãn trong các món chè, trà, vì vài quả nhãn không phải là quá nhiều nhưng có tác dụng tăng hương vị rất tốt. 3. Lựu. Trời nắng nóng mà được cốc nước ép lựu thì cảm giác mát rượi cả người. Thế nhưng thực ra lựu được xếp vào danh sách những loại trái cây tính ấm. Vì vậy, bạn không nên thường xuyên ăn quá nhiều lựu vào mùa hè. 4. Vú sữa. Trái với suy nghĩ của nhiều người, quả vú sữa tính ấm, chỉ nên ăn với mức độ vừa phải nếu không muốn phát nhiệt, nổi mụn. Ngoài ra, những người hay táo bón cũng nên cẩn thận khi ăn vú sữa vì có thể làm nặng hơn tình trạng này. Hãy chọn những quả vú sữa thật chín để tránh gây táo bón nhé. 5. Quả na. Quả na giàu dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe rất tốt, nhưng nếu ăn nhiều cũng sẽ bị nóng. Cùng họ với nó có quả mãng cầu xiêm tính mát, tuy nhiên quả này thường được ăn kèm với đường, sữa đặc nên nếu dùng nhiều vẫn bị nóng trong người. Điều gì xảy ra khi uống trà xanh vào buổi sáng suốt một tuần? Thưa quý vị, uống trà xanh liên tục vào buổi sáng suốt một tuần giúp cơ thể bạn có nhiều thay đổi tích cực về sức khỏe. Giống như cà phê, trà xanh cũng là nguồn cung cấp caffeine. 200g trà xanh chứa khoảng 28mg caffeine. Mặc dù hàm lượng caffeine trong trà xanh ít hơn nhiều so với một tách cà phê, khoảng 95mg, nhưng vẫn giúp bạn tỉnh táo. Sau khi uống trà xanh, khả năng tiêu hóa sẽ được cải thiện. Một chuyên gia tên Louis thực hiện việc uống trà xanh suốt một tuần chia sẻ, trong 7 ngày qua, tôi nhận thấy mình hầu như không bị táo bón hoặc đầy hơi. Dạ dày của tôi không hề bị kích ứng dù liên tục uống trà xanh. So với các đồ uống khác, tôi không cảm thấy khó chịu ruột mỗi khi dùng loại trà đó, Louis chia sẻ. Mỗi ngụm trà sẽ đem lại cảm giác thanh lọc cơ thể, làm giảm căng thẳng và nỗi lo lắng, giúp Louis cảm thấy bình tĩnh hơn. Do cô là người hay suy nghĩ quá nhiều, nên tác dụng đó có ý nghĩa rất lớn. Một số tác dụng của trà xanh. Kích hoạt chất béo tốt. Cơ thể của bạn gồm hai loại chất béo trắng và chất béo nâu. Chất béo trắng trong cơ thể xuất hiện khi chúng ta tăng cân, còn chất béo nâu thực sự có thể giúp chúng ta giảm cân. Chất béo nâu dù với số lượng ít hơn nhiều trong cơ thể, nhưng giúp hoạt động chuyển hóa và đốt cháy calo. Chất béo màu nâu cũng có thể giúp hút chất béo trắng ra khỏi cơ thể và góp phần cải thiện mức insulin. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy cùng với caffeine, các hợp chất kết chừng trong trà xanh làm tăng chất béo nâu trong số những người tham gia nghiên cứu. Người lớn càng có nhiều chất béo nâu đốt cháy calo thì càng tốt. Thu nhỏ các tế bào mỡ. Khi bạn giảm mỡ trắng, bạn không thực sự loại bỏ các tế bào mỡ mà thay vào đó, các tế bào mỡ hoặc tế bào tạo mỡ sẽ thu nhỏ lại. Hợp chất trong trà xanh gọi là kết chừng thực sự giúp kích hoạt sự thu nhỏ này. Các kết chừng kích hoạt việc giải phóng chất béo từ các tế bào mỡ, đặc biệt là ở bụng. Làm tan mỡ bụng. Kết chừng mạnh nhất trong trà xanh là EGCG, hợp chất mạnh mẽ chịu trách nhiệm cho hầu hết các đặc tính giảm cân của trà xanh. Ngoài việc phục hồi sự trao đổi chất và thúc đẩy sự phân hủy chất béo, EGCG cũng có thể ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ mới. Một nghiên cứu phát hiện người đàn ông uống trà xanh chứa 136mg EGCG giảm cân nhiều gấp đôi so với nhóm dùng giả dược và gấp 4 lần lượng mỡ bụng trong vòng 3 tháng. Lượng EGCG trong trà xanh thay đổi, nhưng loại trà có thể pha trung bình chứa 25-86mg mỗi khẩu phần. Để có thêm EGCG, hãy chọn bột trà xanh, matcha. Điều chỉnh lượng đường trong máu. Sự gia tăng lượng đường trong máu có thể khiến bạn tăng cân. Không chỉ lượng đường trong máu cao có thể kích hoạt cơ thể bạn tích trữ glucose dưới dạng chất béo mà còn có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn không lành mạnh và giảm năng lượng. May mắn thay, trà xanh có thể giúp ích. Cả các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Mexico đều phát hiện ra rằng các chất chống oxy hóa trong trà xanh hạn chế tổng lượng CRP được cơ thể hấp thu sau bữa ăn. Điều này cuối cùng giúp cải thiện quá trình chuyển hóa đường, làm giảm mức cholesterol xấu. Một phân tích tổng hợp của tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã xem xét kết quả của 14 nghiên cứu, cho thấy uống trà xanh làm giảm tổng lượng huyết thanh lúc đói và cholesterol xấu ở người lớn. Sau đây là những cấm kỵ khi ăn rau muống, phạm phải dễ rước họa vào thân. Khi ăn rau muống nhất định phải nhớ kỹ những điều dưới đây để tránh rước bệnh vào người. Những người không nên ăn rau muống. Người có vết thương hở. Các chuyên gia lý giải, việc ăn rau muống lúc này sẽ kích thích tế bào gây sẹo lồi, làm xấu da sau khi lành. Bên cạnh đó, rau muống còn khiến lớp da mới mọc lên bị ngứa nhiều hơn. Do đó, bạn chỉ nên ăn rau muống khi vết thương trên da đã lành lặn hoàn toàn. Người đang uống thuốc. Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc bồi bổ cơ thể bằng thuốc đông y thì không nên ăn rau muống. Những dưỡng chất trong loại thực phẩm này có thể làm mất tác dụng, hiệu quả của thuốc khiến bệnh lâu khỏi. Người mắc bệnh viêm khớp. Nếu bạn gặp tình trạng thường xuyên đau nhức xương khớp thì không nên bổ sung rau muống vào thực đơn hàng ngày. Những dưỡng chất trong loại rau này có thể khiến cơn đau nhức trầm trọng hơn, người mắc bệnh càng khó chịu, mệt mỏi. Người hệ tiêu hóa yếu. Hãy nhớ, ký sinh trùng sáng lá tên Phachyolopsis busci thường có trong rau muống có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể nếu bạn ăn rau sống hoặc nấu chưa chín. Với những người có hệ tiêu hóa yếu, loại ký sinh trùng này có thể gây ra các triệu chứng khó tiêu, đau bụng, dị ứng. Lưu ý khi chế biến rau muống. Nên luộc rau chín kỹ. Bạn có biết rằng, rau muống thường bám rất nhiều bùn đất, ký sinh trùng hoặc giun sáng và thậm chí còn sót lại cả thuốc trừ sâu, nên nếu không rửa sạch và luộc kỹ thì chẳng khác nào bạn đang rước bệnh vào cơ thể. Khi luộc rau, cần đợi nước sôi hoàn toàn rồi mới thả rau vào luộc. Hãy nhớ, nếu luộc không kỹ mà rau còn sượng thì chắc chắn các loại ký sinh trùng sẽ chưa chết mà đi vào cơ thể, dễ gây ra những triệu chứng như đau bụng, khó tiêu. Không ăn rau muống trái mùa. Nhìn chung, ăn rau gì trái mùa cũng không thực sự tốt. Mùa rau muống thường vào vụ hè. Tuy nhiên hiện nay, rau muống được trồng quanh năm kể cả khi thời tiết không phù hợp, do sử dụng các loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu. Các chuyên gia khuyên nên ăn rau quả mùa nào thức nấy. Nếu muốn ăn rau sạch trồng trái mùa, giá thường đắt gấp 3 đến 5 lần so với rau thông thường. Không ăn cùng thực phẩm nhiều canxi. Không nên ăn rau muống với thức ăn có nhiều canxi như tôm, sữa vì có thể làm giảm khả năng hấp thu của cơ thể đối với những thức ăn giàu canxi, thậm chí gây nôn mửa, chóng mặt và các triệu chứng khó chịu khác. Không ăn cùng với sữa. Bạn không nên dùng sữa và các chế phẩm từ sữa cùng với rau muống, bởi sữa có chứa hàm lượng canxi cao, trong khi đó rau muống lại chứa một số thành phần hóa học có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi của cơ thể. Do vậy, sử dụng sữa và rau muống cùng lúc cơ thể sẽ không hấp thụ được tối đa dinh dưỡng từ hai loại thực phẩm này. Phần tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung sai lầm cần tránh tuyệt đối khi giảm cân bằng bí đao kẻo ngộ độc, mất mạng. Từ xưa, bí đao đã được ghi trong các phương thuốc làm đẹp của các mỹ nhân, cung phi. Theo y học cổ truyền, bí đao thường được dùng để chữa các chứng bệnh lý hô hấp có ho và khạc đờm do nhiệt, bệnh đái đường, phù do bệnh thận, bệnh gan, phù khi mang thai. Mặc dù có nhiều tính năng và công dụng, nhưng hiện nay nhiều người đang sử dụng bí đao để giảm cân một cách sai lầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Bí đao còn gọi là bí xanh, bí phấn là loại quả dùng như rau tươi và làm mứt rất thông dụng. Bí đao không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng mà còn có nhiều công dụng trong chữa bệnh và làm đẹp. Theo y học cổ truyền, bí đao thường được dùng để chữa các chứng bệnh lý hô hấp, bệnh đái đường, phù do bệnh thận, bệnh gan, phù khi mang thai. Bí đao có vị ngọt tính hàn, chứa hàm lượng nước lớn nên công dụng được biết đến nhiều nhất là thanh nhiệt giải độc, làm mát ruột, lợi tiểu và hết khát. Nếu cơ thể bị nhiệt nóng, nổi mụn, vàng da nên bổ sung thường xuyên bí đao vào thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó, bí đao còn có tác dụng làm tiêu nước dư trong cơ thể, giảm béo, giữ eo thon cho phụ nữ. Mặc dù bí đao có nhiều tính năng và công dụng đối với sức khỏe nhưng cần phải biết cách sử dụng và ăn đúng cách, nếu không sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Không nên ăn bí đao sống. Với mong muốn giảm cân, nhiều chị em truyền tai nhau ép nước bí đao để uống. Đấy là một sai lầm cần sớm loại bỏ vì trong bí đao sống có tính xà phòng rất cao. Ngày xưa ở các làng dệt vải, người ta thường lợi dụng tính chất này của bí đao, dùng nước bí đao sống để tẩy trắng vải thay cho thuốc tẩy. Vì thế nếu bạn ăn sống bí đao hoặc uống nước bí đao sống được xay như sinh tố để mong làm đẹp thì không nên, vì tính chất xà phòng của bí đao sống sẽ phá hủy hệ thống tiêu hóa của bạn. Tuy nhiên, bí đao khi được nấu chín kỹ thì tính xà phòng gần như mất hết. Vì vậy nếu có ý định giảm cân bằng bí đao, vẫn nên áp dụng. Đối với những người muốn giảm cân, nên sử dụng bí đao luộc, xào như một món chính trong bữa cơm hàng ngày. Sau khi đã quen hãy bắt đầu ăn bí đao thay cơm hoàn toàn để việc giảm cân được hiệu quả. Bí đao khi được nấu với rượu làm cao bí đao hoặc được đun chín kỹ thì tính xà phòng gần như mất hết, nên thường xuyên ăn bí đao nấu kỹ hay uống nước bí đao luộc sẽ có tác dụng giảm cân tốt. Nếu tuân thủ được nguyên tắc trên sẽ đảm bảo tốt cho sức khỏe gia đình bạn. Những người không nên ăn bí đao. Không phải người nào ăn bí xanh cũng tốt. Có một số trường hợp nếu ăn bí xanh sẽ gây bất lợi cho sức khỏe. Vì vậy, nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không nên ăn loại quả này. Những người bị huyết áp thấp thì không nên giảm cân bằng bí đao. Bởi thành phần của bí đao rất ít calo nên sẽ làm hạ huyết áp nhanh, dễ gây ra đột quỵ. Với những đối tượng này chỉ nên coi bí đao như một loại rau, một loại thức uống phụ sau mỗi bữa cơm. Người có cơ địa lạnh, bí đao tính mát. Người có cơ địa lạnh nên dùng liều lượng ít rồi tăng dần mỗi ngày để cơ thể thích nghi. Người bị tỳ dị hư hàn hay bị chướng bụng, tiêu chảy tốt nhất nên hạn chế ăn bí đao. Người bị dị ứng, không dùng cho người mắc chứng tâm dương hư, gặp lạnh hay hồi hộp, tâm quý. Người bị dị ứng mẩn ngứa khi gặp gió lạnh, biểu hàn cũng không nên dùng. Ăn quá nhiều bí đao có thể gây thiếu chất, sức khỏe giảm sút. Bí đao là loại thực phẩm được đánh giá là lành tính, nhưng nếu các bạn ăn quá nhiều bí đao sẽ khiến cơ thể bị thiếu chất và sức khỏe dần bị giảm sút. Nguyên nhân của việc này là do lượng calo trong bí đao khá thấp. 100g bí đao chỉ cung cấp 13 calo, trong khi cơ thể mỗi người trưởng thành mỗi ngày cần khoảng 2.000 đến 2.200 calo nếu làm các công việc nhẹ nhàng. Ăn nhiều bí đao sẽ khiến cơ thể thiếu hụt năng lượng dẫn đến sức khỏe giảm sút. Trong thành phần dinh dưỡng của quả bí đao cũng có chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho cơ thể. Nếu so sánh với các loại rau khác thì hàm lượng dinh dưỡng trong bí đao tương đối thấp. Khi các bạn ăn nhiều bí đao thì sẽ không ăn được đa dạng các loại thực phẩm khác, dẫn đến cơ thể thiếu chất do hàm lượng vitamin và khoáng chất bị thiếu hụt. Bí đao bị đắng có thể gây ngộ độc cucurbitacin. Một trong những tác hại của bí đao đó là có thể gây ngộ độc nhưng rất ít người biết đến. Trong các cây họ bầu bí đều chứa một lượng rất nhỏ cucurbitacin có tác dụng rất tốt cho cơ thể. Thông thường thì hàm lượng cucurbitacin này rất nhỏ nhưng do yếu tố thời tiết, sâu bệnh hay mất cân bằng dinh dưỡng mà thân và quả của cây thuộc họ bầu bí có thể tập trung hàm lượng lớn cucurbitacin. Nếu bí đao chứa hàm lượng cucurbitacin cao thì khi chế biến món ăn bạn sẽ thấy quả bị đắng. Nếu bạn ăn các món ăn từ quả bí đao bị đắng thì có thể khiến cơ thể bị ngộ độc cucurbitacin. Việc ngộ độc cucurbitacin trên bí xanh chưa có ghi nhận ai tử vong, nhưng ngộ độc cucurbitacin trên bí đỏ và quả bầu đã ghi nhận ít nhất một trường hợp tử vong ở Đức và Ấn Độ. Do đó, các bạn nên cảnh giác, không nên ăn bí đao khi bị đắng. 8 loại trái cây thuần Việt, không bao giờ nhập từ Trung Quốc, bà nội trợ yên tâm mua cho gia đình. Xin chào quý vị! Trong thế giới ẩm thực đa dạng, các loại trái cây thuần Việt vẫn giữ một vị thế đặc biệt trong lòng người tiêu dùng. Những loại trái cây này không chỉ nổi tiếng với hương vị thơm ngon, đặc trưng mà còn là biểu tượng của sự tươi mới và chất lượng. Đối với bà nội trợ, việc chọn lựa những sản phẩm nội địa, đảm bảo không nhập khẩu từ nước ngoài, nhất là Trung Quốc, là một ưu tiên hàng đầu. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn hỗ trợ nền nông nghiệp trong nước. 1. Vải thiều. Vải thiều Việt Nam là loại nông sản nổi tiếng thế giới. Trong nước, vải được trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương. Đến mùa, hàng trăm nghìn tấn vải được thu hoạch, đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Ngay cả Trung Quốc cũng nhập vải từ Việt Nam. Bạn có thể thoải mái ăn vải mà không lo có hàng Trung Quốc trà trộn. 2. Sầu riêng. Sầu riêng là loại quả đặc trưng của các nước nhiệt đới ở khu vực Đông Nam Á. Năng suất sầu riêng ở Việt Nam tương đối cao. Đây là loại quả không bao giờ nhập khẩu từ Trung Quốc. Vì vậy, bạn có thể yên tâm mua. 3. Hồng xiêm. Hồng xiêm là loại quả được trồng nhiều trong nước, đặc biệt là ở Tiền Giang. Với điều kiện tự nhiên thích hợp, cây hồng sông phát triển tốt, chất lượng và năng suất đều cao, vì vậy người tiêu dùng không cần phải lo loại quả này được nhập từ Trung Quốc về. 4. Chuối. Ở Việt Nam, bạn có thể mua rất nhiều loại chuối khác nhau như chuối sứ, chuối tiêu, chuối sáp, chuối ngự. Tất cả đều được trồng trong nước. Chuối được trồng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Năng suất chuối trong nước rất cao. Chuối của Việt Nam còn được xuất khẩu ra rất nhiều nước trên thế giới. 5. Bưởi. Bưởi cũng là loại quả mà Việt Nam chỉ xuất khẩu chứ không cần nhập khẩu. Giống như chuối, bưởi ở Việt Nam đa dạng về chủng loại. Bưởi năm roi, bưởi da xanh, bưởi diễn, bưởi đoan hùng được trồng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bạn có thể dễ dàng mua các loại bưởi này ở các cửa hàng, siêu thị và có thể yên tâm đó là hàng thuần Việt. 6. Thanh long. Việt Nam cũng là một vựa trồng thanh long. Nước ta còn xuất khẩu loại quả này đi một số nước trên thế giới với khối lượng lên tới 1,1 triệu tấn một năm. Ở Việt Nam, thanh long được trồng nhiều ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Tiền Giang, Long An. 7. Dưa hấu. Dưa hấu là loại quả được trồng ở khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, tập trung nhiều ở các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh. Vì năng suất thu hoạch cao nên thị trường trong nước không cần phải nhập khẩu loại quả này. 8. Vú sữa. Việt Nam cũng xuất khẩu khá nhiều vú sữa ra nước ngoài và hầu như không nhập khẩu loại quả này. Nổi tiếng nhất trong nước là vú sữa lò rèn với hương vị thơm ngon, nhiều thịt, vỏ mỏng, tráng bóng. Thưa quý vị, ngoài chợ có nhiều loại rau củ quả, người bán thì luôn khẳng định là hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhưng sự thực có phải lúc nào cũng như vậy? Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn một mẹo nhỏ này, chị em không bao giờ sợ mua nhầm hàng Trung Quốc. Đối với cà rốt Việt Nam thường còn nguyên cùi và cuống lá. Nhiều củ còn có rễ tỏa bao quanh. Kích thước của củ thường nhỏ, không đều nhau. Vỏ có màu vàng nhạt, không căng láng. Cà rốt Trung Quốc thì có màu cam đậm, trắng, không có cùi. Kích thước của củ thường to, suông và các củ khá đều. Phần lá cũng thường được tỉa gọn hoặc cắt bỏ hết. Đối với hồng, quả hồng Việt Nam thường có hình tròn, dạt trơn giống như trứng gà. Phần cuống có nhiều đốm đen, không có rãnh. Kích thước quả to, đỏ không đều. Bề mặt vỏ có màu nhạt và có vết thâm. Quả hồng Trung Quốc thì quả tròn đều, dạt và hơi vuông, có 4 khía. Vỏ ngoài quả hồng màu đỏ cam tươi, bóng đẹp và thường không có vết xước. Nho Việt Nam thường có kích thước nhỏ, màu đỏ hoặc tím nhạt. Quả mọng nước, sờ vào thấy chắc và cứng, chùm nho ngắn và cuống còn tươi. Ăn có vị chua đậm, nho Mỹ có vỏ sậm hơn, quả nho thuôn dài chứ không tròn. Ăn có vị ngọt, giòn, ít hoặc không có hạt. Nho Trung Quốc quả to, tròn và thường đựng trong thùng lạnh. Quả nho có màu tím nhạt, bên ngoài vẫn còn lớp phấn trắng đục, bên trong ruột mềm, nhiều hạt, vị hơi chua. Cam, cam Việt Nam quả thường nhỏ, tròn, có màu xanh vàng và vỏ thường bị nám. Cam Mỹ, Úc, Nam Phi có vỏ nhạt hơn cam Trung Quốc, vỏ dày căng và xù xì hơn. Cam Trung Quốc thì chỉ có theo mùa từ khoảng tháng 10 âm lịch đến Tết. Quả cam to, màu đậm, vỏ mỏng, bề mặt vỏ mịn màng. Phần cuống hơi nhọn và phần đít quả hơi bầu. Đôi khi quả cũng còn cuống lá, bên trong không có hạt. Táo Mỹ thường có vỏ màu xanh lá đậm, ăn giòn, ngọt. Loại táo đỏ thì cạnh góc của quả đều nên dễ trưng bày, tạo hình đẹp, bề mặt da láng bóng. Táo xanh Trung Quốc có màu nhạt như là xanh trắng, khi ăn có vị chát. Táo đỏ thì thường có kích thước lớn nhỏ khác nhau, độ chênh lệch góc không đều nên khi đặt đứng thường bị nghiêng. Loại táo Fuji có màu đỏ nhạt, không đều, không có độ láng bóng, thường bị nhầm là táo Nhật. Loại táo xanh đường hình thức tương tự táo Fuji nhưng có màu hồng nhạt. Quýt Việt Nam là giống quýt Thái được trồng ở vùng Lâm Đồng nhưng số lượng không nhiều và thường bị nhầm là quýt Thái. Quýt Trung Quốc có quả to, màu vàng. Tiếp theo chúng tôi xin hướng dẫn 13 tuyệt chiêu giữ rau củ tươi lâu hay hơn cả giữ trong tủ lạnh. Với những mẹo nhỏ dưới đây, mọi người chẳng cần dùng đến tủ lạnh vẫn có thể bảo quản được rau quả tươi lâu. Chuối, dùng túi ni lông bọc cuốn lại, chuối sẽ chín chậm hơn và bạn không sợ hư nữa. Khoai tây, để khoai tây không mọc mầm, mọi người chỉ cần đặt một quả táo vào chung là được. Cà chua, không nên rửa cà chua rồi mới bảo quản vì như vậy sẽ làm mất đi lớp phấn bảo vệ tự nhiên của cà chua. Bạn có thể bảo quản cà chua mà không cần phải chua vào tủ lạnh. Chỉ cần cho cà chua vào trong một chiếc túi nhựa, cột chặt miệng túi rồi để nơi thoáng mát. Mỗi ngày mở túi ra khoảng 5 phút, nếu có hơi nước bên trong thì lau sạch. Với cách này, bạn có thể giữ cà chua tươi lâu trong vòng 1 tháng. Chỉ cần cho cà chua vào trong một chiếc túi nhựa, cột chặt miệng túi rồi để nơi thoáng mát. Rau xà lách. Rau xà lách dù có để trong tủ lạnh cũng rất dễ bị thâm và nát. Thay vì thế, bạn có thể cho nó vào một chiếc tô rồi lấy giấy kiến bọc kín. Đặt lên đó một tấm khăn giấy rồi để nơi thoáng mát. Dâu tây, mọi người có thể dùng giấm chua để dâu tây được tươi và ngon lâu hơn. Trước khi ăn chỉ cần rửa sạch là được. Hành tươi, tỏi, hẹ, lấy lá bắp cải gói những loại rau củ này lại rồi để nơi thoáng mát sẽ giữ chúng được lâu tươi hơn, không bị héo. Hành tây, không dùng hết chỉ cần cho vào một bình nhựa, đảm bảo giữ được lâu hơn, hoặc cũng có thể treo nó lên cao. Nấm, đối với nấm, mọi người nên gói trong giấy thay vì để trong túi ni lông. Cam và bưởi, chọn những quả cam vừa chín tới, không bị sâu bệnh hoặc trầy xước. Dùng vôi tôi bôi vào cuống quả chúng ta có thể ngăn không cho vi khuẩn và vi sinh vật xâm nhập vào thịt cam, bưởi. Sau đó dùi vào trong cát sạch, để ở nơi kín gió khô ráo sẽ giữ được cam trong 2 tháng. Khi bạn lấy ra ăn cam, bưởi vẫn còn tươi nguyên như khi mới được hái xuống. Chanh, quá trình giữ chanh tươi cũng khá giống với cam và bưởi tuy nhiên có nhiều bước hơn. Nếu bạn muốn bảo quản chanh tươi cần thực hiện theo những hướng dẫn như sau. Chọn loại chanh tươi, quả không bị sâu hay dập vỏ. Lấy một thùng gỗ khô sạch, cho một lớp cát đen dày khoảng 5-6 cm vào. Chú ý cát phải được làm khô. Dùng vôi chà lên cuốn quả, sau đó dùng giấy gói lại. Đặt đầu núm quả xuống dưới và phủ một lớp cát lên. Đặt nơi khô ráo và kín khí. Ngoài ra với chanh bạn có thể cho vào túi ni lông và bịt chặt lại. Chúng ta cũng có thể giữ chanh tươi trong 15 đến 20 ngày. Dưa chuột, quả dưa chuột sẽ lớn rất nhanh, Vì vậy chúng ta chỉ để được từ 3 đến 4 ngày là thịt quả sẽ bị sốt, ăn không ngon. Để giữ cho dưa chuột tươi lâu hơn, hãy chọn những quả tươi, cùi dày và không bị trầy xước hay bầm dập. Lấy một chiếc chậu và đặt cuốn quả xuống dưới, sau đó đổ nước sạch ngập 1/3 quả. Đồng thời thay nước hàng ngày. Chúng ta có thể giữ dưa chuột tươi trong nhiều ngày mà không sợ bị hỏng. Dưa hấu, muốn giữ được dưa tươi lâu thì ngay từ đầu, khâu chọn dưa vô cùng quan trọng. Bạn phải chọn loại dưa vỏ cứng, mới chín, bỏ cuống ở núm. Nếu bạn mua nhiều, thì cứ mỗi một quả bỏ vào một túi ni lông rồi buộc chặt. Sau đó chuyển tất cả dưa vào chỗ râm mát, không cho ánh nắng chiếu vào. Luôn giữ dưa ở nhiệt độ thấp và trạng thái thiếu oxy là được. Cà rốt, với các loại củ như cà rốt, hành, bạn hãy bảo quản bằng cách dựng chúng thẳng đứng trong các ẩm như khi chúng vẫn được trồng trong đất thì củ sẽ tươi lâu hơn. Thưa quý vị, nhiều người lầm tưởng rằng ăn hoa quả là cách giảm cân hiệu quả, nhưng không phải loại quả nào cũng hỗ trợ việc giảm cân. Thực tế, có những loại quả chứa hàm lượng đường và calo cao, khi chén tì tì có thể khiến cân nặng của bạn tăng dù dù. Việc nhận biết và hiểu rõ về giá trị dinh dưỡng của các loại hoa quả sẽ giúp bạn lựa chọn đúng đắn trong quá trình giảm cân, đảm bảo sức khỏe mà vẫn kiểm soát được cân nặng. Phần tiếp theo của video hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị 5 loại quả ăn nhiều sẽ khiến cân nặng cứ thế tăng dù dù. 1. Quả dải. Dải là loại quả nhiều dinh dưỡng, năng lượng cao, nhưng nếu ăn dải nhiều sẽ khiến bạn tăng cân mất kiểm soát. Ngoài protein, vitamin, sắt thì thành phần chủ yếu trong dải lên đến trên 70% chính là đường, 66% đường glucose, 5% đường saccharose. Nếu ăn nhiều dải trong ngày hoặc chị em dùng dải làm trái cây tráng miệng sẽ vô tình làm tăng lượng insulin trong máu. Chuyển hóa năng lượng thành các tế bào chất béo, lâu dần tích tụ sẽ xảy ra tình trạng tăng cân. Để tránh tăng cân, chị em nên ăn dải tầm 30 phút sau bữa ăn, chỉ ăn từ 5 đến 10 trái trong ngày và nhớ là chia đều ra để phân bổ lượng đường hợp lý. 2. Sầu riêng. Hè tới là mùa sầu riêng chín. Sầu riêng nổi tiếng là loại trái cây nhiệt đới có hương thơm bậc nhất cùng màu sắc nổi bật. Trung bình một muối sầu riêng chứa đến 350 calo và 13 gr chất béo. Đây là 2 thành phần kiêng kỵ của chị em đang giảm cân hoặc muốn giữ dáng. Ngoài ra, sầu riêng còn chứa khoảng 66 gram carbohydrate tương ứng với 264 calo. Nếu giảm lượng carbohydrate, chị em có thể thúc đẩy quá trình giảm mỡ, giảm cân. Để ăn sầu riêng nhưng hạn chế béo, bạn có thể chế biến thành sinh tố và hạn chế cho vào các nguyên liệu làm béo, tạo ngọt như đường, sữa. Trên hết là đừng ăn quá nhiều sầu riêng trong ngày. 3. Trái bơ. Trong bơ chứa 73% nước, 15% chất béo, 8,5% carbohydrate, 2% protein và còn lại là các khoáng chất như vitamin B, A, E, C, magie, canxi, đồng, kẽm. Vì lượng dinh dưỡng dồi dào nên bơ được chị em tận dụng để làm đẹp, dưỡng da, giảm cân. Theo khuyến cáo, những người giảm cân chỉ nên ăn một ngày từ nửa quả bơ là đủ. Nếu ăn nhiều quá sẽ góp phần gia tăng lượng chất béo, khiến cơ thể tăng cân. Bên cạnh đó, cứ trong 200 gram bơ có chứa tới 14 gram chất xơ. Chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, nhưng nếu dùng quá nhiều bơ lượng dinh dưỡng sẽ trở nên dư thừa và hình thành nên mô mỡ. Chúng ta thường thấy chị em dùng bơ làm thực phẩm hỗ trợ giảm cân. Thế nhưng nếu kiểm soát không tốt, lượng bơ nạp vào cơ thể sẽ phản tác dụng. 4. Trái xoài. Xoài là trái cây phổ biến ở Việt Nam, xuất hiện quanh năm, được chị em chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Lúc còn xanh, xoài chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất béo không no, khó ảnh hưởng đến tình trạng tăng cân. Nhưng khi chín, hàm lượng dinh dưỡng hầu như tăng mạnh. Một quả xoài chín chứa đến 145 calo, đồng nghĩa với việc chị em ăn một chén cơm. Ngoài ra, khi ăn xoài chín, lượng protein adiponectin gia tăng đáng kể, làm các axit béo trong cơ thể bị dỡ và chuyển hóa thành năng lượng. Đến giờ thì chị em đã hiểu vì sao dù mình ăn ít cơm, nhiều trái cây mà vẫn không cải thiện được cân nặng rồi chứ. 5. Nhãn cũng là một trong những loại trái cây đặc trưng của mùa hè. Nhiều chị em thích vì mọng nước và thơm ngọt. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhãn có thể khiến cơ thể nóng hơn và dễ tăng cân. Không ai muốn thời tiết nóng mà cơ thể của mình cũng râm ran nóng trong người, dẫn đến những vấn đề không tốt cho hệ tiêu hóa và da dẻ cũng kém sắc. Trong hành trình tìm kiếm phương pháp giảm cân lành mạnh, việc chọn lựa thực phẩm đúng cách là chìa khóa quan trọng. Mặc dù hoa quả là lựa chọn phổ biến nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng cao và ít calo, không phải loại quả nào cũng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Một số loại trái cây có hàm lượng đường cao có thể làm tăng cân nếu tiêu thụ không kiểm soát. Vì thế, việc lựa chọn cẩn thận, kết hợp với chế độ ăn uống cân đối và tập luyện đều đặn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu sức khỏe và vóc dáng mong muốn mà không lo lắng về việc tăng cân không mong muốn. Tiếp theo là những loại quả cực bổ dưỡng nhưng lại là khắc tinh của người mắc bệnh dạ dày. Đa số các loại trái cây đều có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, ăn vào có lợi cho sức khỏe. Nhưng với người có bệnh về dạ dày thì bác sĩ khuyên nên tránh xa 4 loại quả này. 1. Quả cà chua. Một trong những lý do các bác sĩ khuyên người có bệnh dạ dày không nên ăn nhiều cà chua là vì loại quả này có tính axit. Ăn nhiều sẽ gây ra nhiều axit trong dạ dày, gây ở chua và một số triệu chứng khác. Trong trường hợp bạn muốn ăn cà chua thì nên chọn cà chua chín và khi ăn cũng cần nấu chín. Việc chế biến sẽ giúp làm giảm độ chua của loại quả này. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà ăn nhiều. 2. Quả hồng. Vào mùa hồng chín, sức hấp dẫn của những quả hồng thật khó cưỡng. Nhưng với những người mắc bệnh dạ dày thì dù thèm cỡ nào cũng phải tránh xa loại quả này nếu không tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong quả hồng có một lượng tannin nhất định. Khi ăn quả hồng sẽ làm se miệng và tê đầu lưỡi là nơi hội tụ của tannin. Tannin có tác dụng làm se mạnh và dễ kết hợp với axit dịch vị trong dạ dày để đông đặc lại thành một khối. 3. Quả cam, quýt. Các loại quả họ nhà cam, quýt cũng là những loại quả người bị bệnh dạ dày không nên ăn nhiều. Cam quýt khi đi vào cơ thể sẽ tổng hợp vitamin A. Loại vitamin này là một loại vitamin tan trong chất béo, rất dễ tích tụ trong cơ thể và không dễ đào thải ra ngoài. Thậm chí có thể làm da chuyển sang màu vàng gây ra hội chứng da cam. Ngoài ra, nó còn có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, khó chịu và nôn mửa. 4. Quả dưa hấu. Dưa hấu mặc dù rất ngọt, ăn mùa hè thì rất mát nhưng dưa hấu có tính lạnh và lượng đường lớn. Nếu ăn nhiều dưa hấu sẽ gây lạnh bụng, giảm tiêu hóa. Người bị đau dạ dày tốt nhất nên nói không với dưa hấu. Đối với người bị đau dạ dày không nên ăn quá 200g trái cây mỗi ngày. Khi ăn cũng nên ghi nhớ 3 nguyên tắc. Không nên ăn trái cây vào buổi sáng vì sẽ gây ra nhiều cảm giác khó chịu. Không nên ăn quá chua và lạnh vì dễ gây khó chịu cho dạ dày, tổn thương dạ dày và gây ra các bệnh về dạ dày. Hoa quả nếu có dấu hiệu lõm xuống, có màu nâu đen thì không nên mua vì lúc này đã sản sinh ra các chất độc hại. Thưa quý vị, phần tiếp theo video hôm nay, mời quý vị tìm hiểu qua nội dung nước trà để qua đêm là báu vật đừng đổ đi. Chúng có nhiều công dụng hữu ích ai cũng cần. Nước trà để qua đêm sẽ không thể uống được nữa bởi lẽ trà được ngâm quá lâu sẽ tiết ra nhiều axit tannic và caffeine, làm cho mùi vị trà đắng chát, khó uống. Tuy không thể uống được nhưng bạn cũng đừng đổ đi, sẽ có nhiều công dụng hữu ích như giảm ngứa hiệu quả. Theo nghiên cứu, nước trà để thời gian dài sẽ biến thành màu nâu đỏ, đó là do polyphenol trong trà biến sắc tố trà thành màu nâu đỏ. Trong khi đó, polyphenol lại có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, chất flo trong nước trà qua đêm có tác dụng giảm ngứa nhanh chóng, ngăn ngừa bệnh chàm. Do đó, nếu bị muỗi đốt hoặc bị ngứa, bạn có thể dùng nước trà ấm để qua đêm lau lên vùng da bị ngứa, rửa bát. Thông thường, chúng ta dùng các sản phẩm tẩy rửa để rửa bát đĩa, nhưng việc sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Vậy tại sao bạn không tận dụng nước trà qua đêm để rửa bát? Trong nước trà qua đêm còn có tinh dầu trà, chứa chất theophylline có tác dụng tẩy vết dầu, khử nhờn, khử mùi tanh rất hiệu quả. Bạn có thể rửa bát đĩa trực tiếp bằng nước trà qua đêm mà không cần thêm bất kỳ sản phẩm tẩy rửa nào. Sau đó rửa lại bát đĩa dưới vòi nước là các vết dầu mỡ đã được loại bỏ sạch sẽ. Làm phân bón trồng hoa. Công dụng thứ ba của nước trà qua đêm là dùng làm phân bón để trồng hoa. Thứ nước này có thể làm cho hoa, cây cối phát triển tươi tốt hơn. Nguyên nhân là do nước trà qua đêm rất giàu vi sinh vật và một số chất dinh dưỡng, có thể cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho hoa và cây. Khử mùi hôi. Nước trà qua đêm có thể dùng để khử mùi hôi, đặc biệt là trong thùng rác nhà bếp. Khi dứt rác hay dọn rác, bạn có thể xịt trực tiếp nước trà qua đêm vào đó. Thứ nước này có chứa tinh dầu trà, có tác dụng khử mùi hôi rất tốt, giúp thùng rác nhà bạn không còn mùi hôi nữa. Trà để qua đêm còn tốt thì có thể là vị thuốc hay. Trà pha theo kiểu truyền thống lịch sử khi để qua đêm sẽ tiết một lượng lớn axit tannic, đồng thời nhiều năng lực cũng sinh sôi rất nhiều vi trùng, cho nên vì thế không nên uống. Nhưng trà đóng chai thì trong quy trình sản xuất đã không còn lá trà nữa, cùng với việc được vô trùng trước khi đóng chai nên không còn hai yếu tố trên. Trà qua đêm mà không bị biến chất sẽ có những quyền lợi y tế riêng của nó. Chống oxy hóa và ung thư. Nước trà để thời hạn dài sẽ biến thành màu nâu đỏ, đó là màu do polyphenol trong trà biến thành sắc tố trà màu nâu đỏ. Các điều tra và nghiên cứu đã chỉ ra rằng polyphenol trong trà và sắc tố trà có tính năng chống ung thư và chống oxy hóa mạnh. Cầm máu. Trà qua đêm giàu axit giúp ngăn ngừa chảy máu mao mạch. Người bị viêm khoang miệng, lở lưỡi, mẩn ngứa, chảy máu nướu răng đều hoàn toàn có thể vận dụng chiêu thức điều trị bằng nước trà qua đêm. Vết thương mưng mủ, chảy máu ngoài da hoàn toàn có thể dùng trà qua đêm rửa. Cải thiện thị lực. Vì polyphenol trong trà qua đêm có công dụng khử trùng chống viêm, nếu bị đau mắt hoàn toàn có thể dùng trà qua đêm rửa vài lần trong ngày. Trị ngứa. Dùng nước trà qua đêm ấm để gội đầu hoặc tắm, chất flo trong trà sẽ nhanh gọn làm giảm ngứa, giúp chữa trị mẩn ngứa. Dùng trà qua đêm để gội đầu, giúp vô hiệu gào. Nếu lông mày quá thưa thớt, hàng ngày hoàn toàn có thể chải lông mày bằng trà qua đêm, từ từ lông mày sẽ dày và bóng sáng lên. Làm sạch răng, chắc răng, flo trong trà và men răng sau khi dôi quá sẽ làm tăng sức đề kháng với các chất có tính axit, giúp hạn chế sâu răng. Flo cũng loại bỏ mảng bám khuẩn răng, tốt nhất là sau bữa ăn vài phút hãy súc miệng bằng nước trà. Khử hôi miệng. Trong trà có chứa thành phần dạng tinh dầu, có mùi thơm, trước hoặc sau khi đánh răng buổi sáng hoàn toàn có thể súc miệng vài lần bằng trà qua đêm sẽ mang lại hơi thở thơm tho hơn. Tiếp tục súc miệng bằng trà qua đêm sẽ vô hiệu được chứng hôi miệng. Chống nắng. Da bị cháy nắng vì ánh nắng mặt trời hãy lau nhẹ nhàng bằng khăn bông được nhúng nước trà qua đêm. Bởi vì axit citric có tính năng làm căng da, những hợp chất flavonoid trong trà cũng có công dụng chống bức xạ. Khử tanh và vị béo ngậy. Trà qua đêm cũng có công dụng khử mùi tanh và vị béo ngậy vì dầu mỡ. Sau khi ăn tôm hay cua hoàn toàn có thể rửa tay bằng trà để vô hiệu vị hôi tanh. Nhuận tràng. Vào sáng sớm sau khi thức dậy uống một tách trà lạnh để qua đêm có hiệu quả nhuận tràng, tỉnh táo, giảm béo. Trị phù chân. Trong trà qua đêm có chất có tính năng điều trị phù chân. Có thể thấy nước trà không chỉ là thức uống đơn thuần mà còn ẩn chứa nhiều công dụng tuyệt vời, từ việc chăm sóc sức khỏe đến làm đẹp và cả việc bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta. Qua những gì chúng tôi chia sẻ, hy vọng bạn đã nhận ra giá trị và cách tận dụng tối đa những đặc tính ích lợi của nước trà để qua đêm. Hãy nhớ, đôi khi những thứ tưởng chừng như đơn giản và nhỏ bé nhất cũng mang lại lợi ích không ngờ. Quan trọng là chúng ta biết cách khám phá và ứng dụng chúng một cách sáng tạo và hiệu quả nhất.